Please repent now. Xin hãy sám hối ngay bây giờ. And I can help you. Và tôi có thể giúp quý vị. For what power I am endowed. Với lực lượng mà tôi được ban, tôi có thể giúp quý vị. Nhưng quý vị phải giúp chính mình. You must think hard. Phải suy nghĩ thật kỹ và nhanh chóng. God doesn't make us. Thượng Đế không tạo ra chúng ta ở đây để sát hại chúng sinh khác. Không được sát sinh. Từ hôm nay, tránh xa bạo lực. Dù là bạo lực gián tiếp. Vì nếu chúng ta ăn thịt động vật, thì người khác phải sát sinh. Nên chúng ta cùng chia sẻ hậu quả khủng khiếp từ sự vô minh của mình. Không có gì để bào chữa. Chúng ta vẫn sẽ bị trừng phạt giống như vậy trong địa ngục. Quý vị sẽ bị nghiền giống như thịt nghiền trên tinh cầu vật chất này. Tôi muốn giúp quý vị. Xin hãy để tôi làm điều đó. Quý vị không cần phải tin tôi. Quý vị không cần phải là đệ tử của tôi. Quý vị không cần phải quảng bá giáo lý của tôi. Không cần gì cả. Chỉ cần đổi sang lối ăn thuần chay. Nếu quý vị đổi sang thuần chay, tôi hứa tôi sẽ đưa quý vị về nhà. Bất cứ nơi nào quý vị gọi là nhà, nhưng không đi địa ngục. Chắc chắn tôi hứa với quý vị như vậy. Và nếu bất kỳ ai sản xuất vũ khí để sát hại nhân loại và động vật, nếu quý vị quay đầu lại bây giờ, quay lại ngay bây giờ và không bao giờ thực hiện kinh doanh đó nữa, làm thêm doanh nghiệp từ bi hơn, làm quần áo, làm nhà hàng thuần chay, làm khách sạn thuần chay, gì đó mà mọi người thưởng thức và cảm thấy thoải mái, tôi hứa tôi sẽ đưa quý vị lên thiên đàng. Chỉ trong trường hợp quý vị không thay đổi lối sống của mình, xin hãy nhớ danh hiệu chân chính của tôi khi quý vị ở dưới địa ngục. Hãy gọi tên Tim Koto, đó là tên thật của tôi trên thiên đàng, để giúp quý vị. Tôi chỉ hy vọng quý vị sẽ nhớ danh hiệu của tôi nếu quý vị ở trong địa ngục, nhưng tôi không nghĩ vậy, bởi vì hoàn cảnh ở địa ngục. Bởi vì sự kinh sợ xung quanh, bởi vì sự đau đớn gây ra cho quý vị là không ngừng, bất tận. Địa ngục làm cho quý vị quên hết. Vậy xin hãy quay đầu lại ngay. Tôi sẽ là người bạn của quý vị. Tôi sẽ làm hết sức để nâng quý vị lên, để đưa quý vị về nhà, nơi quý vị được an toàn, được yêu thương và tôn trọng như người con xứng đáng của Thượng Đế mà quý vị vốn là vậy. Tôi bảo quý vị rồi rằng tôi đã giúp các linh hồn sám hối mặc dù họ phải chết để chuộc lại tội lỗi của họ. Tôi giúp họ nếu họ thật tâm sám hối, nếu họ đã từng thấy hình ảnh của tôi hoặc video của tôi hoặc những buổi nói chuyện của tôi và có chút lòng tôn kính hoặc chút niềm tin vào tôi, những người này tôi có thể giúp. Nhưng nếu họ không nghe, tiếp tục lối sống của họ, thì đừng xin tôi giúp họ nữa. Đối với những người này, nếu họ không thay đổi thì không còn cách nào khác.